Bây giờ bác sĩ làm thế nào cho ông triệt tiết cho ông đi cho tôi chứ bây giờ mà như thế này đêm nào ông đòi tôi như thế này tôi khổ lắm. Cái tần suất là không kiểm soát được, liệu nó có coi là một bệnh lý hay là một cái tình trạng gì đấy bất thường của... Có chứ, một số người thì người ta chỉ ham yêu thôi và người ta có thể là muốn nghĩ rằng là mình phải thế mình mới là thể hiện là mình là một đấng nam nhi. Tăng hoạt động tình dục quá mức ấy, thì nó chiếm một tỷ lệ rất ít, còn phần lớn là chúng ta đều là do chúng ta cũng nhận thức sai lầm. Thật sự bản thân họ là cái nhu cầu tăng quá cao so với mức bình thường, hai trường hợp đấy thì cái nào nguy hiểm hơn ạ? Khi mà anh làm nhiều là do nhu cầu của anh nó cao. Vâng. Mà ta gọi là tăng nhu cầu tình dục quá mức thì trường hợp đấy là bệnh lý. Không thể rằng là người đàn ông chỉ ích kỷ rằng là tôi một tuần 7 lần, trong khi đó cái đối tác của mình người ta chỉ có nhu cầu một tuần 2 lần thôi. Câu chuyện tần suất diễn ra quá nhiều, câu chuyện cuộc yêu diễn ra quá liên tục thì không chỉ là ảnh hưởng tới sức khỏe này, rồi cảm giác của các ông chồng mà các bà vợ cũng sẽ có một cái áp lực hay là cũng sẽ phải chịu những cái điều mà mình không được mong muốn hay không được thoải mái cho lắm. Mà ngày nào cũng như ngày nào làm như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến phụ nữ rất là nhiều bởi vì xúc cảm phụ nữ không có. Xúc cảm phụ nữ không có thì khi mà anh tiến tới một cái cuộc yêu như vậy thì người ta rất ít bài tiết dịch, dần dần sẽ dẫn đến cái âm đạo rất là khô, nó tạo thành một phản xạ tình dục là chuyện bình thường mà ta không còn cảm hứng để có thể tiết ra dịch, ảnh hưởng rất nhiều đấy Ngọc ạ. Bình thường thì rất nhiều các chị và rất nhiều các em gọi điện đến hoặc thậm chí đưa đối tác của mình đến và yêu cầu với mình rằng là bây giờ bác sĩ làm thế nào cho ông triệt tiết cho ông đi cho tôi chứ bây giờ mà như thế này đêm nào ông đòi tôi như này tôi khổ lắm. Vâng. Đấy thì cái đấy là cái hậu quả của việc rằng là chúng ta cái tình dục mà nó quá mức, không để ý đến xem cái nhu cầu của đối tác của mình ra sao, không để ý đến tâm tư nguyện vọng của người phụ nữ của đối tác của mình như thế nào. Vì vậy mà nó làm cho ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tâm lý của người phụ nữ. Cái tần suất mà không kiểm soát được tăng quá nhiều đến như vậy thì thực ra chúng ta có thể coi nó là một cái hình thức gì anh? Liệu nó có coi là một bệnh lý hay là một cái tình trạng gì đấy bất thường của sức khỏe của người đàn ông? Có chứ Ngọc, bởi vì thế này này, một người mà cứ bị lệ thuộc vào chuyện tình dục nhiều quá, nó giống như người nghiện tình dục ấy. Vâng. Suốt ngày có một cái nhu cầu về quan hệ tình dục, suốt ngày bắt đối tác của mình phải chiều vào cái chuyện đó mà làm ảnh hưởng đến những cái công ăn việc làm, ảnh hưởng đến những sinh hoạt hàng ngày. Đúng thì rồi. Đấy nó là vấn đề là bệnh lý là chúng ta phải xem xét. Tuy nhiên một số người thì người ta chỉ ham yêu thôi và người ta có thể là muốn nghĩ rằng là do cái vấn đề tâm lý, người ta nghĩ rằng do cái quan niệm sai lầm, người ta nghĩ rằng mình phải thế mình mới là thể hiện là mình là một đấng nam nhi mới mạnh mẽ, chiều được đối tác của mình. Họ muốn cố gắng làm như vậy để cho đối tác của mình coi mình là một chàng một người hùng. Vâng. Thì cái trường hợp đó thì chúng ta nó chưa được gọi là bệnh lý, nó không được gọi là bệnh lý do người ta thiếu hiểu biết, do người ta cái nhận thức của người ta về vấn đề đó chưa tốt. Sẽ có rất nhiều người đến với bác sĩ rằng là làm sao mà anh ấy lại quan hệ nhiều thế, làm sao ông ấy lại quan hệ nhiều thế. Chúng ta phải phân biệt rất là rõ ràng xem đấy là cái sự tăng về cái ham muốn tình dục, tăng cường cái hoạt động tình dục một cách bệnh lý hay nó là vấn đề tâm lý hay vấn đề mà nhận thức sai lầm của chúng ta. Nhưng mà trên thực tế thì cái rối loạn mà tăng cường hoạt động tình dục ấy, tăng hoạt động tình dục quá mức ấy, thì nó chiếm một tỷ lệ rất ít. Còn phần lớn là chúng ta đều là do chúng ta cái nhận thức sai lầm, thì chúng ta đều nghĩ rằng cố gắng tỏ ra rằng mình là người khỏe để có thể làm hài lòng cái người đẹp của mình mà thôi. Vâng. Nhưng mà em xin được hỏi như thế này nhá, giữa hai trường hợp mà anh vừa mới chia sẻ, đó là một trường hợp là cố gắng để thể hiện cái bản lĩnh của mình nên là cố gắng để tăng tần suất của cuộc yêu, và trường hợp thứ hai là thật sự bản thân họ là cái nhu cầu tăng quá cao
so với mức bình thường, hai trường hợp đấy thì cái nào nguy hiểm hơn ạ? Giống như là mình có thực lực và mình làm thì hơn là việc mình chẳng có thực lực nhưng mình cứ cố. Thế cái nào nguy hiểm? Song hành với nhau, khi mà anh làm nhiều là do nhu cầu của anh nó cao. Vâng. Mà ta gọi là tăng cái nhu cầu hoạt động tình dục quá mức thì trường hợp đấy là bệnh lý. Còn thì phần lớn là trong các trường hợp cũng có cái nhu cầu của ta tăng nhưng mà mức độ vừa phải cho nên chưa đến mức bệnh lý và người ta để nhằm thỏa mãn cái nhu cầu đấy của mình. Thế còn có một cái trường hợp mà người ta tăng từ một cái nhu cầu nữa, tăng cái hoạt động quan hệ tình dục mặc dù cái nhu cầu của người ta không nhiều. Ví dụ như là một hôm trời đẹp trời, gặp một cô gái rất xinh đẹp thì lúc bây giờ nam giới sẽ muốn cố gắng hết sức để tăng cái thỏa mãn cái nhu cầu của quan hệ tình dục của mình lên rất là nhiều. Thì đấy cũng là một trong những cái trường hợp chúng ta cần phải xem xét. Cái chuyện tình dục như vậy thì nó phải đặt trên cái sự hài hòa về mặt nhu cầu của cả hai vợ chồng. Không thể rằng là người đàn ông chỉ ích kỷ rằng là tôi một tuần 7 lần, trong khi đó cái đối tác của mình người ta chỉ có nhu cầu một tuần 2 lần thôi, một tuần 1 lần thôi. Thì vì vậy mà chúng ta phải điều chỉnh, một cặp vợ chồng đó phải cởi mở nói chuyện với nhau để chúng ta điều chỉnh lại cái tần số làm sao mà cho nó hợp lý cả vợ cả chồng, để làm sao mà sau mỗi một lần quan hệ tình dục cả chồng cũng vui mà cả vợ cũng vui. Vâng. Em cảm ơn anh Bắc vì ngày hôm nay anh Bắc đã mang đến cho khán giả của chương trình SNS rất nhiều thông tin thú vị và rất là nhiều câu chuyện mà em nghĩ rằng các đấng mày râu ạ cần phải xem lại, cần phải nghĩ lại nếu như ai vẫn có cái quan điểm sai lầm rằng là tần suất càng cao thì mới càng chứng minh được cái bản lĩnh của mình đấy. Và anh phải hứa với em rằng là sẽ có một chương trình gần đây anh sẽ lại tiếp tục tham gia với SNS để nói về câu chuyện là làm thế nào để chúng ta nâng cao được chất lượng cuộc yêu ạ. Anh có hứa với em đúng không ạ? Tất nhiên rồi. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đã khép lại chương trình SNS của chúng ta ngày hôm nay. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.